Tổ hợp tác trồng mít Thái tại khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng hiện có 11 thành viên với tổng diện tích đất trồng 64.500 m². Đến nay, tổ hợp tác có 6 thành viên đã thu hoạch sản lượng gần 10 tấn trái, với thời giá hiện nay khoảng 22.000 đồng một ký. Người trồng mít có lời. Riêng gia đình ông Phạm Văn Ba, tổ phó tổ hợp tác, ngoài trồng mít Thái, ông còn tận dụng 7.000 m² đất trồng xen canh 180 dây chanh dây và cây ăn trái khác, cả năm cho thu nhập khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Được biết, toàn phường Thường Thạnh hiện có 26 chi tổ hội nông dân hoạt động với nhiều ngành nghề khác nhau tại địa phương.